Mẫu đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Nó được thiết kế dạng thanh và có 5 bóng đèn LED 7 màu. Mỗi bóng đèn LED nó có tuổi thọ lên đến hơn 50.000 giờ. Mọi người an tâm sử dụng vì nó rất là bền và độ sáng của nó rất là cao. Mẫu đèn này phù hợp để mọi người trang trí cho những cái sân khấu ca nhạc, những sân khấu đám cưới đi show lưu động, hoặc là trang trí ở những cái sảnh nhà hàng, những cái sảnh khách sạn sang trọng cũng rất là đẹp. Nó có thể pha hơn 200 kiểu màu khác nhau. Đây là một cái dòng đèn LED Matrix đang được bán chạy nhất tại công ty bên mình. Đèn có thể pha sáng tốt cho không gian từ 20 đến 50 mét vuông. Độ pha màu của nó thì có thể xa hơn 20 mét. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BH. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boeing L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.